Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đón đoàn du khách quốc tế lớn đến từ Hoa Kỳ, tín hiệu tích cực cho kỳ vọng hồi phục nhanh của ngành du lịch thành phố sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Thưa quý vị, như vậy là sau gần 3 năm vắng bóng du khách, thì hôm nay 130 du khách đến từ Hoa Kỳ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng tham gia nhiều sự kiện văn hóa thú vị giải trí tại thành phố. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự trở lại hoàn toàn của ngành du lịch thành phố và Việt Nam nói chung. Các du khách sẽ có nhiều trải nghiệm khám phá thú vị về Việt Nam, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những điểm đến quan trọng của tất cả các du khách. Đoàn khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này phần lớn là doanh nhân, thương gia của các doanh nghiệp, hiệp hội Hoa Kỳ lần đầu đến Thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh sự chủ động chuẩn bị của ngành du lịch, sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành thành phố và các cơ quan báo chí đã mang lại kết quả. Lần này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là điểm dừng chân lưu trú dài nhất của đoàn để trải nghiệm, tham quan và thưởng thức ẩm thực cũng như các dịch vụ chất lượng cao. Tôi cảm thấy rất an toàn. Mọi người ở đây đều đeo khẩu trang và tôi không có lo lắng gì về COVID-19. Tôi sẽ trở lại đây cùng con gái để tham quan đất nước tươi đẹp này. Với tín hiệu đoàn khách quốc tế lớn này đến thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ tiếp tục đón những cái đoàn khách quốc tế đến từ những thị trường khác thông qua cái chiến dịch truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn. Và với chuyến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có kế hoạch và cũng đã huy động được sự tham gia của các sở ban ngành, các quận huyện, các doanh nghiệp và đặc biệt là cộng đồng người dân đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chương trình, đoàn sẽ tham quan trải nghiệm khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành và đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình lễ hội áo dài lần thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều đoàn du khách từ Hoa Kỳ, Canada đến Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới để trải nghiệm, tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố.